Một câu hỏi đến từ khán giả Lê Quang Bính có số điện thoại 0396 3 số cuối 105 ở Văn Chấn, Yên Bái. Khán giả có hỏi về cam thu hoạch được 7 năm, cây trồng trên đồi nên không tưới được nước. Hỏi nghiền đỗ tương ủ với Trichoderma phun cho cây thì có được hay không? Và một năm thì phun mấy lần là đủ ạ? Xin mời chuyên gia Đinh Văn Đức tư vấn cho câu hỏi này. Dạ vâng, thưa anh Bính, theo mô tả của anh thì tôi cho thế này, đối với cam trồng ở trên đồi thì chăng nữa, thì tất nhiên là vào những cái thời gian mà để mà chúng ta đưa nước lên tưới trong cái thời gian là thiếu nước thì là không được. Tuy nhiên là tôi cố gắng là để khắc phục cái hiện tượng này bằng cách tức là anh phải vào cái mùa nắng hạn ấy, thì tránh cho cây mất nước nhiều thì chúng ta phải sử dụng nhiều xác thực vật khô mềm để chúng ta tù gốc cho cây. Để làm gì? Để giảm bớt cái mất nước đi, để giúp cho cây, để giữ ẩm cho cây. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là bây giờ để cung cấp dinh dưỡng mà anh đi chỉ dùng hoặc đỗ tương thì nghiền ra để ủ với nấm đối kháng Trichoderma. Nếu mà chúng ta chỉ ủ như thế này, tôi chưa biết rằng là anh thì ủ thời gian bao nhiêu, sau đó đến khi anh pha ra để dạng dung dịch để anh phun thì chúng ta phải lọc, nếu không tắc vòi rất khó phun. Thì chúng ta có thể phun được, nhưng mà khi sử dụng cái này phun thì chúng ta phải phun vào lúc thời tiết mát, chứ tuyệt đối không được phun vào lúc nóng vào nào, phải lúc thời tiết mát, và nên là phun thì khoảng để ít nhất là 4 lần, mà nhiều nhất thì chúng ta có thể phun đến 8 lần, tức là mỗi một đợt lọc, mỗi một cây trong cái thời kỳ, nếu mà cây chưa ra trái thì nó thường tức là có 4 đợt lọc trong năm, còn nếu mà ra trái rồi thì nó cũng phải rõ được 2 đợt đến 3 đợt lọc trong năm, rồi còn lại thì thời gian là nó nuôi trái nữa thì chúng ta cũng phải phun được là ít nhất là 4 lần. Không có thì chúng ta phải phun vào trước khi ra lọc hoặc ra hoa một lần, sau khi nó đậu quả non hoặc là lọc nó đang phát triển chúng ta phải phun một đợt nữa, thì một đợt lọc như thế đấy chúng ta phun được 2 lần như thế. Thế thì 4 đợt lọc thì phải là 8 lần, hoặc là nếu mà thời gian nuôi quả thì chúng ta phải phun được, có giảm đi nữa thì cũng phải là được 6 lần thì mới có thể cung cấp được đủ dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên rằng chúng ta cũng chú ý một điều, tức là không thể dùng biện pháp này để thay thế hoàn toàn cho việc bón phân gốc được nữa. Chúng ta vẫn trong năm vẫn phải chú ý đến cái đợt bón phân gốc cho cây, đặc biệt là cái thời gian bón phục hồi cho cây là phải chú ý bón được gốc nữa. Một câu hỏi dành cho chuyên gia Đinh Văn Đức đến từ khán giả Trần Quả. Khán giả có số điện thoại 0397 3 số cuối 873 ở Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương có hỏi về cây đào phai trồng được 4 đến 5 năm. Cây có hiện tượng là chảy mủ, hiện đã rắc vôi, dùng hóa chất, nước rửa bát nhưng mà không thấy có hiệu quả. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, thưa anh Quả, trước hết là chúng ta muốn phòng trừ bệnh thì chúng ta phải xác định tức là cái bệnh này là do cái nguyên nhân gì, đối tượng nào gây ra thì chúng ta xác định mới được thì chúng ta mới phòng trị được. Chứ còn đây anh gì, ngoài cái việc bón vôi vào thì chúng ta tức là thay đổi cái độ pH của đất thì nó cũng có tác dụng, tức là khử trùng đất nữa. Nhưng tuy nhiên rằng là cái nước rửa bát thì là có tác dụng gì? Đây là một loại dạng dầu để mà người ta đưa vào để mà dầu rửa bát, thì tôi nghĩ rằng là cái đó nó không có tác dụng gì. Cái đó chỉ có làm tăng cái tính bám dính của thuốc, các loại thuốc bảo vệ thực vật lên thôi. Nhưng mà đối với này anh nói là sử dụng hóa chất, nhưng mà không nói là hóa chất gì. Thì hóa chất đấy là để dùng để trừ nấm, hay là dùng để trừ sâu, hay dùng để trừ vi khuẩn. Thế thì chúng ta phải xác định xem là cái hóa chất là hóa chất gì cho nó rõ. Chứ bởi vì anh chỉ nói một cái chung chung như thế cho nên là làm chúng tôi rất là khó. Nhưng mà tôi xin trả lời như thế này, đối với cây đào mà nó bị hiện tượng chảy trị mổ thì chúng ta là nó đầu tiên là nó chảy nhựa ra xa ngoài, nó gặp điều kiện oxy nó mới vón cục lại, nó tạo thành người ta gọi là hiện tượng chảy gôm, bởi vì nó đóng lại giống như là với miếng kẹo gôm, cho nên người ta gọi đấy là hiện tượng chảy gôm. Thì đối với cây đào, đối với một số cây trồng khác, chẳng hạn như cây cam quýt hoặc những một số cây trồng khác, thì đấy là do nấm Phytophthora đã gây ra. Nhưng đối với lại cây đào thì theo một theo kết quả nghiên cứu của chuyên gia của Bulgari thì người ta lại xác định đây là do vi khuẩn gây ra, đó là cái vi khuẩn Pseudomonas bruni gây ra. Bởi vì thế cho nên là bây giờ chúng ta phải biết là để phòng trừ cái bệnh này tốt nhất, tức là người ta phải sử dụng này. Cái thứ nhất tức là hàng năm chúng ta cần phải bón vôi rồi,
để vừa để cải thiện cái độ pH của đất và khử trùng đất, để vì cây cây đào của chúng ta nó phát triển trong cái điều kiện là độ pH phải từ 6,0 đến 6,5 ra. Vì thế cho nên là chúng ta phải bón vôi là đúng rồi. Cái việc thứ nhất, việc thứ hai nữa là hàng năm là chúng ta nên chú ý, mà thường cái bệnh này nó lại xảy ra vào trong cái điều kiện mùa mưa nhiều hơn. Bởi vì thế cho nên là chúng ta phải sử dụng tức là phân có chứa nấm đối kháng Trichoderma để chúng ta bón. Tốt nhất là phân chùa và phân hữu cơ khoai mục ủ với nấm đối kháng Trichoderma để chúng ta bón cho cây đào. Tốt nhất cứ 6 tháng chúng ta bón một lần. Tăng nó một lần thì sẽ có tác dụng hạn chế được cái bệnh này. Còn trong quá trình chăm sóc thì chúng ta phải chú ý tức là hạn chế đến mức tối đa, đặc biệt là vào trong thời kỳ mùa mưa, hạn chế tối đa cái việc tức là gây các vết thương ở trên rễ, trên gốc, trên thân cành của cây. Vì đấy là cái điều kiện để cho tác nhân gây bệnh nó xâm nhiễm và gây hại. Còn khi thấy bắt đầu có cái vết chảy nhựa đó ở chỗ nào đó thì trước hết là chúng ta phải vệ sinh sạch cái vết đó. Cái đó bằng cái gì? Chúng ta dùng dao chúng ta quét cái chỗ, quét hết vân vỏ của nó, chạm đến vân gỗ của cái chỗ chảy nhựa đó ra. Chúng ta thấy được cái mạch ở bên trong nó còn thâm đến đâu thì chúng ta phải vệ sinh sạch cái đó. Xong đó rồi chúng ta dùng cái hiện nay có một cái loại thuốc mà trừ tốt nhất, đó là cái vôi kẽm nồng độ 1%. Thế cái vôi kẽm này thì pha chế như thế nào? Pha chế giống hệt như pha chế bóc đô. Nhưng bóc đô là người ta dùng sun phát đồng, còn đây là chúng ta dùng sun phát kẽm. Chỉ có thay thế bằng cách như thế thôi, tức là thay cái sun phát đồng bằng sun phát kẽm, còn pha chế giống hệt như pha chế thuốc bóc đô 1% để chúng ta tạo ra. Nếu có được cái chất này chúng ta phun là hiệu quả tuyệt vời đối với cái bệnh này. Còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng một trong các loại thuốc có cái hoạt chất như là copper oxychloride cộng streptomycin sulfate, hoặc là casugamycin cộng với copper oxychloride, hoặc là chúng ta dùng cái simusanin cộng với phosgene aluminium. Nhưng tất cả các thuốc này là chúng ta phải phun tức là cứ 7 đến 10 ngày chúng ta phải phun một lần, và phải phun liên tiếp, ít nhất là mỗi một đợt phun phải từ 3 lần trở lên thì mới có tác dụng. Chứ còn nếu chúng ta phun có một lần chúng ta ngừng lại là không có tác dụng, không có tác dụng đối với bệnh này. Thì riêng đối với cây đào này chúng ta phải chú ý đến cái phòng trừ cái bệnh này như thế. Câu hỏi đến từ khán giả Trần Kiều Phương Thủy có số điện thoại 0972 3 số cuối 474 ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Khán giả có hỏi về vườn xoài trồng được hơn 10 năm, cây có xuất hiện diệp sáp, đã thử phun thuốc nhưng không có hiệu quả. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Đinh Văn Đức tư vấn ạ. Dạ vâng, thưa khán giả Phương Thủy, theo tôi như thế này, đúng như thế, cây xoài của chúng ta thì và nhiều cây trồng khác nữa cũng thường hay bị rệp sáp nó tấn công gây hại. Mà tại sao người ta gọi là rệp sáp? Có nghĩa tức là con rệp này bên ngoài cơ thể của nó có một lớp sáp nó bao vệ bên ngoài, bao bên ngoài cho nó có màu trắng. Mà cái lớp sáp này nó chống lại tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật chúng ta khi chúng ta phun. Vì thế cho nên là nếu chúng ta cứ sử dụng thuốc trừ sâu thông thường chúng ta phun vào thì tỷ lệ tiêu diệt của nó là thấp, hiệu lực phòng trừ thấp. Bởi vì thế cho nên là chúng ta phải chú ý đến cái việc tức là trong quá trình sinh sống thì rệp sáp bao giờ cũng sống cộng sinh với kiến. Mà kiến thì là có trách nhiệm tức là chăm sóc, tạo được môi trường thuận lợi nhất để cho con rệp là nó sinh sống. Và con rệp thì trong quá trình sinh sống được thuận lợi như vậy thì nó sẽ tiết ra nhiều cái chất mật để giúp cho con kiến, làm thức ăn cho con kiến. Cho nên hai con này nó sống cộng sinh với nhau. Và con rệp thì khả năng di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác là rất là chậm. Vì thế cho nên là chủ yếu là nhờ kiến nó di chuyển là con này ra nơi khác. Bởi vì nó thấy cái chỗ này dinh dưỡng nó hết rồi. Có nghĩa tức là con rệp mọi hàng ngày nó tiết ra nhiều chất mật thế này, nhưng hôm nay tự nhiên nó tiết ra rất ít chất mật. Có nghĩa tức là dinh dưỡng chỗ này đã kém đi rồi thì nó lại di chuyển con rệp sang chỗ khác có nhiều dinh dưỡng hơn để cho con rệp sinh sống, để nó tiết ra cho nhiều chất mật cho kiến ăn. Chính vì thế cho nên hai con này là luôn sống với nhau chúng ta phải chú ý. Rồi còn thì khi mà phòng trừ nó thì chúng ta phải chú ý đến cái việc tức là ngoài cái thuốc bảo vệ thực vật ra chúng ta phải chú ý đến cái biện pháp tức là làm sao làm tan được cái nút sáp bảo vệ bên ngoài của con rệp đi thì mới có tác dụng. Thì đó là hiện nay chúng ta đã có cái dầu khoáng bảo vệ thực vật, cho nên chúng ta dùng cái dầu khoáng này sẽ phá được cái lớp sáp của bảo vệ thực vật. Thậm chí người ta dùng dầu khoáng không người ta phun thôi thì cũng đã làm cho rệp chết được khoảng 40% rồi.
cho nên là chúng ta lại cộng thêm thuốc bảo vệ thực vật vào nữa thì sẽ tăng được cái hiệu quả tiêu diệt rất là cao, bởi vì nó đã phá được cái lớp rác bên ngoài đó. Vì thế cho nên là khi phun thì tôi đề nghị anh là sử dụng một trong các loại thuốc trừ rệp sáp có cái gốc tức là hoạt chất là abamectin hoặc là acetamiprid hoặc buprofezin hoặc là catap hoặc là deltametrin vân vân, có nhiều thuốc lắm để trừ rệp sáp này. Nhưng một trong các loại thuốc này anh nên cộng thêm cái dầu khoáng petroleum oil vào hoặc là petroleum spray oil vào, để chúng ta sẽ làm gì, cái dầu khoáng này nó có tác dụng tức là nó phá được cái lớp rác của con, làm tan cái lớp rác về bên ngoài đi. Như thế thì thuốc bảo vệ thực vật chúng ta nó tác động rất là dễ và nó sẽ tiêu diệt được rệp sáp rất là thuận lợi. Vì thế cho nên là anh nên phun hai lần, ít nhất là hai lần, chứ không thể phun một lần để chúng ta dừng lại được, không triệt để đâu. Phải phun ít nhất là hai lần, các lần cách nhau khoảng từ 10 đến 12 ngày. Như thế thì sẽ giải quyết được con rệp sáp này rất dễ dàng. Câu hỏi thuộc về lĩnh vực trồng trọt đến từ khán giả Phạm Thị Đức có số điện thoại 0828 3 số cuối 310 ở Thái Bình. Khán giả có hỏi về dưa hấu đang trong thời gian đậu quả thì có hiện tượng nứt thân, xì mủ. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Đinh Văn Đức. Dạ vâng. Thưa chị Đức, theo mô tả của chị thì tôi cho tức là cái vườn dưa hấu nhà chị bị nhiễm bệnh, chúng ta gọi là bệnh nứt thân chảy nhựa, nhưng mà một số người người ta gọi thông thường người ta gọi đấy là bệnh bã trầu. Bệnh này là do nấm nó gây ra, cho nên là chúng ta thấy là ở trên, có thể ở trên một nhánh nào đó hoặc có thể trên cái thân nào đó thì nó sẽ bị nứt ra, xong nó chảy nhựa ra, dần dần nó làm cho cái nhánh đó bị héo đi hoặc là cái dây đó bị héo đi và cuối cùng là chết cây. Chết cây. Vì thế cho nên là đây là một bệnh do nấm nó gây ra. Thì để phòng trừ cái bệnh này thì theo tôi khuyên chị như thế này. Cái thứ nhất tức là chúng ta chú ý tức là khi tưới cho dưa hấu ấy, chúng ta chỉ tưới gọn vào gốc thôi, không nên tưới quá rải ra toàn bộ diện tích. Đấy là điểm thứ nhất, và tưới vừa đủ ẩm thôi, đừng có tưới dư thừa nước. Việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là chị nên chú ý tức là bây giờ dưa hấu nó bị như vậy thì chị nên, nếu có vôi bột thì chị dùng một lượng vôi bột, chị rải cho tôi một cái lớp mỏng ở trên mặt đất, đặc biệt là cái từ cái gốc cây trở ra đến khoảng 1 mét là chị rải cho tôi một cái lớp vôi bột mỏng ở trong đó như thế. Sau đó rồi chị mới sử dụng một trong các loại thuốc trừ nấm có cái gốc tức là mancozeb hoặc metanazin hoặc là fosatin aluminium hoặc là mancozeb cộng metanazin, một trong các loại thuốc này chị pha theo cái nồng độ khuyến cáo ghi trên bao bì và chị phun kỹ vào trên thân, gốc thân và dây của cây dưa hấu. Để làm gì? Nên phun hai lần cách nhau 7 đến 10 ngày thì để mà tiêu diệt cái nấm này, và những cái nhánh nào mà không may nó đã bị chết rồi, nó bị hô kéo rồi thì chị nên chú ý tức là cắt bỏ cái nhánh đó và đưa thu dọn hết tạm dư, đưa ra phía bên ngoài để chúng ta tiêu hủy, xong là chúng ta tiếp phun lần thứ hai, thì như thế thì đã giải quyết được cái bệnh này.